bắt giữ đối tượng lưu hành tiền giả trên địa bàn tỉnh. Công an tỉnh Thanh Hóa thu giữ 1.225 thẻ sinh viên trong tiệm cầm đồ. Dùng chiêu lãi suất cao chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng. Hiểm họa khôn lường từ súng cồn tự chế. Sau đây là thông tin chi tiết. Tại khu vực bến xe phía Bắc, thành phố Thanh Hóa, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phát hiện bắt quả tang đối tượng Huỳnh Thị Thành, sinh năm 1977, ở huyện Cái Bè, Tiền Giang đang tàng trữ, lưu hành tiền giả. Tại chỗ, công an thu giữ 245 tờ polymer có mệnh giá 200.000 đồng, với tổng số tiền là 49 triệu đồng, cùng nhiều tang vật có liên quan. Tại cơ quan công an, Huỳnh Thị Thành khai nhận toàn bộ số tiền giả trên được Thành mua tại cửa khẩu Tam Thanh, giáp biên giới Lạng Sơn với giá 11 triệu đồng. Sau đó Thành bắt xe vào thành phố Thanh Hóa với mục đích móc nối với một số đối tượng ở thành phố Thanh Hóa, đem tiền giả về các địa bàn miền núi mua hàng hóa với giá trị nhỏ để được trả lại bằng tiền thật. Tuy nhiên khi đối tượng vừa xuống xe khách thì công an đã kịp thời phát hiện bắt giữ. Hiện công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án. Ngày 13 tháng 11, công an thành phố Thanh Hóa đã tiến hành kiểm tra hành chính tại hai cơ sở kinh doanh cầm đồ tại phố Quang Trung, phường Đông Vệ và xã Quảng Tâm, thành phố Thanh Hóa của công ty trách nhiệm hữu hạn Saigon.net do Vũ Hoài Sơn, sinh năm 1971 ở phường Đông Cương, thành phố Thanh Hóa làm giám đốc. Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện thu giữ 1.225 thẻ sinh viên, giấy chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe, đăng ký xe, 17 bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng, 9 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 3 CPU máy vi tính và 42 cuốn sổ sách tài liệu ghi chép hoạt động của công ty này có liên quan đến hoạt động tín dụng bất hợp pháp. Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Ngày 13 tháng 11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với đối tượng Nguyễn Thị Hương, 34 tuổi, trú tại xã Thiệu Thịnh, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa, điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong khi lừa đảo, bà Hương niềm tin đối với người cho vay tiền bằng cách thỏa thuận mức lãi suất cao, trả lãi từng quý rất đúng hạn. Lúc gia đình người cho vay tiền có việc hiếu, hỉ, bà Hương đến mừng, phúng viếng với số tiền lớn. Tính từ cuối năm 2012 đến đầu năm 2014, bà Hương đã vay của gần 50 người dân xã Thiệu Thịnh với số tiền hơn 6 tỷ đồng. Sau khi vay được số tiền lớn, việc trả lãi cho các chủ nợ cứ thưa dần, đến lúc không còn khả năng trả nợ cả gốc, lãi, bà Hương bỏ trốn khỏi địa phương cho đến khi bị công an bắt giữ. Để chế tạo được một khẩu súng bắn hơi cồn, người dân chỉ cần bỏ ra khoảng 100.000 đồng để mua vật liệu. Để kiểm tra mức độ nguy hiểm của khẩu súng này, chúng tôi đã có buổi thực nghiệm. Ở một khoảng cách từ 15m đến 30m, khẩu súng hơi cồn này vẫn có thể bắn xuyên qua một hộp cắt tông hai lớp và ghim vào tường tạo thành một lỗ khá sâu như thế này. Mặc dù sức công phá lớn tương đương với một khẩu súng hơi 9 cân, nhưng do chế tạo thô sơ, vật liệu chỉ là những ống nhựa nên loại súng này dễ gây nguy hiểm cho người sử dụng như bị điện giật, bị cháy khi hở cồn, nòng súng dễ bị vỡ, toác, khiến đường đạn bị lệch hướng gây nguy hiểm cho người xung quanh. Qua thực tế thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn thì đơn vị chúng tôi thu được các loại súng cồn, đặc biệt là sử dụng ở địa bàn dân cư. Nên đặc điểm thứ nhất là về cấu tạo là để chế là rất đơn giản. Từ nguyên liệu thì chủ là các cái ống nước và cái công tắc thì dùng là cái công tắc của bật bếp ga, các ông biết. Thứ hai là các cồn của mua các cái hiệu thuốc. Và cái thứ tư là cái sử dụng súng này là gây sát thương rất lớn, đặc biệt là khi gây chết người, ảnh hưởng đến tính mạng và ảnh hưởng đến an ninh trật tự ở địa bàn. Mặc dù tính sát thương khá cao, nhưng hiện nay công tác quản lý thu hồi loại súng này vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Một bộ phận người dân vẫn đang cất giấu và sử dụng để săn bắn chim thú. Do đó, loại súng này đang ngày càng xuất hiện tràn lan tại các vùng thôn quê. Trước thực trạng trên, công an các đơn vị địa phương đã chủ động rà soát, lập danh sách theo dõi và phối hợp với các ban ngành đoàn thể, tuyên truyền vận động nhân dân tự giác không cất giấu, chế tạo, sử dụng và giao nộp các loại vũ khí tự chế, nhất là loại súng bắn hơi cồn cho các lực lượng chức năng. Đến nay, các lực lượng công an trong tỉnh đã vận động nhân dân giao nộp gần 200 khẩu súng cồn tự chế. Chúng tôi đã tổ chức và quán triệt cho lực lượng công an và phát động đến các ban ngành đoàn thể đã tập trung lực lượng để vừa tuyên truyền và thực hiện công tác thu bàn giao lại cho công an xã và quản lý
không được cho nhân dân sử dụng những loại súng thô sơ mà nó là gây ảnh hưởng rất lớn đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn của toàn xã. Tuy chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản, nhưng những hiểm họa khôn lường từ loại súng tự chế này là có thể thấy được. Đề nghị các cấp các ngành cần tăng cường công tác quản lý, thu hồi và xử lý nghiêm hành vi chế tạo, mua bán sử dụng loại súng này để tránh hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.